ngày 17 tháng 10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa triệt phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, bắt 4 đối tượng liên quan. Trước đó, ngày 11 tháng 10 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Ngọc Linh sinh năm 1985, trú tại tổ 14, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, về hành vi tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, với tình tiết giao dịch lên tới 100 tỷ đồng. Liên quan đến vụ việc này, ngoài Trần Ngọc Linh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra còn quyết định khởi tố 3 bị can gồm Lê Hữu Đức, sinh năm 1991, trú tại xóm 13, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; Đinh Quốc Ngọc, sinh năm 1990, trú tại tổ 8, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Công Thuyết, sinh năm 1984, trú tại khu 1, xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, về hành vi tổ chức đánh bạc. Theo điều tra ban đầu, qua nắm bắt tình hình, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn thành phố Tuyên Quang xuất hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi hoạt động với số tiền giao dịch rất lớn, gây bức xúc trong dư luận. Hoạt động vi phạm pháp luật của đường dây này đã gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, nhiều gia đình tan nát, xảy ra tình trạng bạo lực gia đình do thua bạc, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự. Trước tình trạng đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì xác lập chuyên án, phối hợp với Công an thành phố Tuyên Quang và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh huy động lực lượng, phương tiện, tập trung đấu tranh làm rõ ổ nhóm tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi của Trần Ngọc Linh cầm đầu. Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Ngọc Linh khai nhận, thấy việc cho vay tín dụng đen lãi suất cao mang lại lợi nhuận lớn. Từ năm 2017, Linh đã huy động tiền cho khách vay với lãi suất lên đến 182,5% trên năm, thỏa thuận thời hạn vay là 10 ngày hoặc 30 ngày. Đến thời hạn thanh toán, Linh thuê tay chân tự đi thu lãi của khách vay tiền, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Hiện chuyên án vẫn được đang tiếp tục điều tra mở rộng. Trên đây, chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn một số thông tin về việc Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.